Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cớp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng nấm liêm xanh an toàn, hiệu quả. Nấm liêm xanh là loại nấm quý mọc trên gốc và thân cây gỗ liêm xanh đã chết ở vùng núi rừng Quảng Nam, vốn được coi là vị thuốc quý bởi tác dụng thần kỳ của nó trong việc giải độc cơ thể, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh, trong đó có ung thư. Vậy sử dụng nấm liêm xanh như thế nào là an toàn và hiệu quả? Nấm liêm xanh xét ở góc độ bồi dưỡng cơ thể, hoạt hóa nâng cao hệ miễn dịch, giúp hệ miễn dịch của cơ thể tiến hành tự sửa chữa các rối loạn tế bào và tiêu diệt các tế bào ung thư, thì thực nghiệm lâm sàng cho thấy nấm liêm xanh với các hoạt chất tự nhiên của nó giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và các bệnh nan y rất hiệu nghiệm. Cách chế biến và cách uống nấm liêm xanh. Nấm liêm xanh khi thu hái từ rừng về phải kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Nấm không lẫn lộn với các loại cây rừng khác, tách bỏ phần gỗ liêm dính trên cây nấm. Nấm không bị sâu bọ hoặc các tạp chất khác. Nấm phải còn sống, nấm chết là nấm chuyển sang màu đen, có thể nhầm lẫn với linh chi, hắc chi. Sấy khô giòn, nếu nấm bị mốc thì không được dùng. Ngoài việc biết cách chế biến và cách uống nấm liêm xanh, cách dùng nấm liêm xanh thì người dùng cần lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng nấm liêm. Thời gian đầu dùng nấm nên dùng với một lượng nhỏ 10g, sau tăng dần lên theo đúng liều lượng quy định, tối đa được phép tăng gấp đôi so với hướng dẫn. Tùy vào khả năng uống của người bệnh mà lượng nước nấu nấm có thể cô đặc lại còn khoảng 0,5 đến 1 lít, chia thành nhiều lần uống trong ngày. Bã nấm sau khi dùng có thể giã nhỏ để đắp mặt nạ làm đẹp da, ngừa mụn, xóa vết thâm và tàn nhang. Kiên trì sử dụng nấm trong thời gian từ 2 đến 5 tháng để nấm có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Ngay cả khi cơ thể đã khỏe lại, vẫn nên tiếp tục sử dụng nấm liêm xanh để ổn định cơ thể và ngăn ngừa bệnh tật. Rất nhiều người kiên trì uống nước nấu từ nấm liêm xanh đã có hiệu quả rất tốt để cải thiện tình trạng sức khỏe, cũng như hỗ trợ điều trị các loại ung thư sau: ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư bao tử, ung thư đại tràng, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư thận, ung thư tụy, ung thư tuyến giáp, ung thư não, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn, v.v. Các công dụng của nấm liêm xanh cho đến nay, y học vẫn chưa khám phá hết bởi nhóm bệnh ung thư đã được y học hiện đại nhận diện, có đến hơn 200 loại bệnh khác nhau. Thực tế cho thấy sử dụng nấm liêm xanh chưa qua công đoạn sơ chế khiến người dùng không an toàn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi loại nấm này chưa loại bỏ tạp chất như phân voi, dịch nước đái của côn trùng, rễ và vỏ cây lá ngón, v.v. khi thu hái từ rừng. Trong quá trình bảo quản không đúng cách sẽ gây ra aflatoxin, nấm mốc, cực độc, dễ dẫn đến ngộ độc do nấm. Do đó, việc tìm một nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm, có quy trình sơ chế, đóng gói, đảm bảo an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng. Công ty Thảo Dược Nguyễn Trần Cớp là một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp nấm liêm xanh lâu đời nhất trên toàn quốc hiện nay. Công ty Thảo Dược Nguyễn Trần Cớp là công ty có quy trình sơ chế, đóng gói đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng không giảm chất lượng sản phẩm và được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chú ý, hiện nay có nhiều đơn vị nhái sản phẩm nấm liêm xanh tự nhiên của Nguyễn Trần Cớp. Bởi vậy, trước khi mua sản phẩm, quý khách hàng nên kiểm tra sản phẩm kỹ tại các đại lý hoặc liên hệ trực tiếp công ty Nguyễn Trần Cớp để được tư vấn mua đúng sản phẩm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cớp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.